Hành trình đất phương Nam tuần này sẽ tiếp tục đưa khán giả khám phá một địa điểm vô cùng hấp dẫn, đó chính là biển Ba Đồng. Như mọi người cũng đang thấy, Thùy đang đứng ở bãi biển được mang tên là biển Ba Đồng của tỉnh Trà Vinh. Khám phá bờ biển với cái tên độc đáo. Ở đây có ba cái động. Đâu đâu động đâu? Không, chưa. Mỗi lần thủy triều nó rút hết. Là ở đây nó sẽ hiện ra ba cái động. Một cái động lớn, hai cái động nhỏ. Nó rất là đẹp và người dân ở đây thấy nó quá đặc biệt nên đặt thành biển Ba Đồng. Vui nhộn. Đây là tàu gián, chứng tỏ mình đang cô đơn. Để cánh tay lên trời. Thiệt sự. Này làm gì? Chạm tay lên trời bắt những vì sao. Ok, đó, có ý nghĩa đàng hoàng nha. Đóng xem tập 36 chương trình Hành trình đất phương Nam được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.